Quý vị buôn bán có dám nói thiệt không? Chắc không dám, nó dối khó, giữ giới đó khó. Nhưng mà quý vị đừng sợ, nếu lại cái quán nào mua mà nói thật giá, người đó ban đầu thì họ chưa tin, nhưng mà nhiều lần như vậy họ tin. Mà họ tin được rồi thì họ càng tới mua nhiều. Ban đầu thì thiệt thòi một chút, nhưng mà sau rồi thì sẽ được nhiều hơn. Còn những người mà nói lừa gạt người ta, một khi họ biết cái đó là không phải là cái giá thật mà mình lừa gạt người ta lầm, thì sao họ dám tới đó nữa không? Chắc rằng không dám tới. Thì như vậy đâu phải là thiệt thòi. Bởi vậy cho nên cái người khéo tu thấy như thiệt thòi mà vẫn có lợi ích. Còn những người gian dảo thấy như được nhiều, nhưng mà có ngày sẽ mất hết, nó không có bảo đảm. Vì vậy mà quý vị đừng ngại chúng ta thiệt thòi, mà chỉ ngại rằng chúng ta phạm giới. Cái phạm giới là cái ngại nhất. Còn cái thiệt thòi không có ngại. Nghèo mà giữ tròn năm giới thì đời sau còn đẹp hơn, tốt hơn. Bởi vì quý vị nhớ, đời này chúng ta sống chừng bao lâu? Hiện giờ những vị 50-60 tuổi rồi thì tính còn bao lâu nữa? Nhiều lắm thì vài chục năm, phải không? Vài chục năm rồi lũ đuổi nó tới. Thì như vậy cái chết nó sẽ đuổi tới mình, mà mình không chuẩn bị, mình không lo cho cái ngày mai, mà mình cứ tạo tội, thì chừng chết tới làm sao trở tay kịp. Như vậy mình khôn hay dại? Cái biết nó là khổ mà mình không có chuẩn bị, khi nó đến rồi trở tay không kịp, thì đó là người không khôn. Người khôn thì biết ngày mai mình phải chết, thì bây giờ mình chuẩn bị lần. Cái gì sau khi chết mình được tự tại, sau khi chết mình sẽ được thân tốt đẹp hơn. Như vậy thì cái đó là chúng ta biết lo xa. Cho nên người tu là người biết lo xa, nghĩ tới ngày mai. Ai rồi cũng phải tới chết, mà người cứ thụ hưởng chờ chết thì đó là không phải khôn. Bởi vì khi chết thì họ đâu có biết đường đi đâu, họ chưa biết thân phận họ ra sao. Còn bây giờ quý vị giữ tròn năm giới và làm những điều tốt, điều lành, thì khi gần nhắm mắt quý vị cười ra đi. Tại sao cười? Vì biết mình sẽ được cái tốt hơn, phải không? Bỏ cái xấu được cái tốt là buồn hay vui? Tự nhiên mình vui, đâu có sợ chết. Sở dĩ các thiền sư gần chết cười, tại người ta biết rằng người ta không có mất cái cao quý của mình. Đời này ở trong cái cõi trần, mình chịu đựng những cái vui buồn, nhưng mà khéo tu thì đời sau mình tiến lên, chứ đâu có lùi xuống mà sợ. Cho nên tôi thường thí dụ rằng người biết lo xa, họ đang có một chiếc xe, hoặc là xe máy, hoặc là xe hơi, họ đang có, họ xài. Bây giờ chiếc xe đó cũ, xe nó cũ, nó gần hư, muốn đi đạp nó không chịu nổ máy, hoặc là phải đẩy vân vân, cực khổ như vậy. Mà nếu người đó không biết ki cõng, không biết dành để số tiền mua xe mới, thì lúc đó họ có sợ không? Cái xe này cũ hư rồi, lấy cái gì mà đi đấy? Họ phải lo. Còn nếu người nào họ biết ki cõng dành để có số tiền trội hơn để mua chiếc xe tốt hơn chiếc xe cũ, thì xe đó nó sắp hư, người chủ nhà lo không? Thôi hư thì bỏ, mua xe mới khác đi khỏe hơn, phải không? Không có gì phải lo hết. Thì thân này ai cũng biết nó bại hoại, mà không chịu tu, không chịu chuẩn bị,
chờ nó bại hoại rồi kêu trời khổ quá, rồi lo than khóc với nhau làm chi. Bây giờ biết thân bại hoại, chúng ta can đảm chấp nhận nó sẽ bại hoại không nghi ngờ, rồi biết tạo điều kiện để cho cái ngày mai đẹp đẽ hơn. Khi mình đã tạo được điều kiện đó rồi thì cái này bại hoại mình cười, thôi chào anh tôi đi, sau sẽ tốt hơn, đừng lo, phải không? Còn bây giờ không biết ngày mai ra sao thì ra đi hoảng hốt, sợ sệt, không biết thân phận ra sao. Tất cả con cháu thương khóc thì chỉ là khóc thôi, chứ làm gì được cho mình. Vậy mà nhiều vị lớn tuổi rồi cứ cắm đầu lo cho con, lo cho cháu, lo hoài không chịu tu. Rồi tới chừng ra đi rồi cái chừng đó có đứa cháu, đứa con nào nó chịu đi theo mình, nó dẫn đường cho mình khỏe không, thì chừng đó mới lủi thủi ra đi một mình, không biết thân phận ra sao. Tại sao khi này chúng ta không dành một ít thời gian để chúng ta tu cho mình, chuẩn bị cho mình, thì khi ra đi chúng ta thảnh thơi, nhẹ nhàng, không phải là sáng suốt sao? Đó là những điều cụ thể, thực tế, vì quý, vì thương tất cả Phật tử, tôi ráng nói hết lời để nhắc quý vị biết mà tu. Bởi vì chúng ta không phải chỉ có một đời này, mà còn tiếp tục nhiều đời, phải ráng làm sao đời này qua chúng ta tiến hơn, đời sau tốt bằng rưỡi, bằng hai đời này, và cứ như vậy mà tiến lên, đến bao giờ thành Phật mới thôi, thì đó là chúng ta xứng đáng là đệ tử của Phật. Chứ còn mình cứ ôm ấp cái thân tạm bợ này, hài lòng với nó, rồi cứ cố gìn giữ mà giữ không được rồi đau khổ. Đau khổ ngay trong đời này, rồi đau khổ luôn cả đời sau. Như vậy thì phải có đáng buồn hay không? Cho nên tất cả quý Phật tử có mặt ở đây, tôi mong rằng quý vị nghe, hiểu, rồi suy gẫm để ứng dụng tu. Đừng uổng công, phí sức đi nghe rồi về không làm được cái gì hết. Cái đó là cái vô ích. Mà tôi tin rằng quý vị ai cũng biết rõ mình sẽ chết. Cho nên kể từ ngày này, quý vị làm theo như những đứa bé, nó muốn dành dụm có số tiền mua cái gì thì nó làm sao? Nó bỏ ống, phải không? Mỗi ngày bỏ một xu, hai xu, thì chừng 5 tháng, 7 tháng nó chẻ cái ống ra, cái nó đủ mua cái món đồ nó muốn mua. Thì Phật tử mình cũng vậy, một ngày mình không thể tu được nhiều, vì còn lo sự sống, còn bận gia đình, cho nên mình làm một hai điều lành, mình tu một hai điều tốt, rồi cứ một ngày ít ít, tới khi mình nhắm mắt cái nó là một số lớn, nó dẫn mình đi đường lành, thì đó là cái khôn ngoan, đó là cái sáng suốt. Chứ đừng quên rằng chúng ta cứ sống đời, đó là cái mình lầm lẫn, mà chúng ta phải ra đi bất cứ lúc nào. Mà nghĩ như vậy thì chúng ta phải làm ngay bây giờ, chứ không nên chậm trễ. Chậm trễ là cái họa của mai sau. Quý vị thấy chưa? Biết rõ điều đó chưa? Như vậy thì hôm nay buổi nói chuyện với tất cả Phật tử ở đây, tôi tha thiết nhắc cho quý vị thấy rõ thân người khó được. Được nó thì phải ráng làm cái gì hay, cái gì tốt, chứ đừng thả trôi, chờ chết mới thôi. Đừng nghĩ như vậy. Phật Pháp rất khó nghe, ngày nay chúng ta nghe được rồi, phải cố nhận định chín chắn rồi thực hành. Có thực hành thì cái lợi ích mới có, cái lợi ích mới được. Còn nếu mình không thực hành thì dù cho nghe bao nhiêu kinh, học bao nhiêu sách cũng không tới đâu hết. Vì vậy mong tất cả quý Phật tử khéo sử dụng cái thân khó được này để cho nó